Xin chào cả nhà, em lên một con đồng hồ Pháp nha, B Guionnet Paris, new full hộp luôn nha cả nhà, mới tinh luôn, size 41 chưa núm, đây còn siêu luôn nha. Đó, size 41 chưa núm và đây là dòng lặn nha cả nhà. Đáy xoáy núm cổ chai, niềng xoay chống nước 200 m, 6 kim cho ráp bấm giờ thể thao nha cả nhà. Dây có đề mi, dây thép đúc luôn. Đó, dạ quang sáng luôn nha. Đó, con này là mới chưa sử dụng nha cả nhà. Đó, xứng đáng để mình đem tặng hoặc mua về xài là hết bài luôn. Giá rẻ hơn giá mới hả, gấp mấy lần luôn nha. Đây, rất là đẹp nha. Mặt đen bao công 6 kim. Đó, bấm giờ thể thao. Niềng nè. Niềng rất là đẹp luôn. Cọc số nổi. Đó, chứ không phải là mấy cái dòng khác là nó chìm nha. Đây, hai khóa bảo vệ. Con này dịch lên da dù cũng được luôn nha các nhà. Rất là đẹp luôn, mới tinh luôn, lâu lâu mới có một con nha, thương hiệu của Pháp nha. Đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà. À, dừng nè, reset nè. Đó, còn đây là dạ quang nha. Rồi em mời cả nhà nha.